lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết sẽ đảm bảo chăm lo cho người dân trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, đề nghị người dân bình tĩnh, không tự ý về quê. Như vậy sẽ rất nguy hiểm, nguy cơ lây lan dịch bệnh. Khi tình hình ổn định hơn, thành phố sẽ phối hợp cùng với các địa phương tổ chức để người dân về quê trật tự và an toàn. Thưa quý vị, để hỗ trợ công tác phân luồng giao thông giúp hàng hóa được lưu thông tại một số địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16, góp phần hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19, công ty công nghệ Phenicamas đã phối hợp cùng với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh triển khai thí điểm bản đồ chốt giao thông, lưu thông hàng hóa trực tuyến tại 38 chốt kiểm soát giao thông hàng hóa của 19 tỉnh thành từ Đà Nẵng đến Cà Mau, ghi nhận tại Cần Thơ, một trong các địa phương đang ứng dụng công nghệ này. Tại chốt kiểm soát giao thông này, các bạn đoàn viên thanh niên trực chốt chỉ cần thực hiện thao tác trên điện thoại thông minh hoặc máy tính, cập nhật về tình hình giao thông, lưu thông hàng hóa tại chốt với 4 trạng thái: thông suốt, đông xe, kẹt xe nhẹ hoặc không di chuyển được, thì đồng loạt thông tin sẽ được cập nhật lên bản đồ trực tuyến luồng xanh tại trang chủ, qua đó giúp cơ quan quản lý dễ dàng theo dõi tình trạng giao thông trên địa bàn. Việc ứng dụng cái công nghệ thông tin này thì góp phần để nâng cao hiệu quả cho các bạn. Có thể một bạn đoàn viên thanh niên đứng tại chốt này thì chúng ta cũng nắm được cái tình hình lưu thông của cả hệ thống thành phố Cần Thơ và cũng có thể thông tin cho các cái chốt còn lại trong khu vực để nắm được cái tình hình địa bàn di chuyển của các cái phương tiện giao thông lưu lượng qua lại ở các cái địa bàn này. Đặc biệt trong khi tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay, việc ứng dụng bản đồ công nghệ sẽ đem lại hiệu quả thiết thực trong việc giảm thiểu ùn tắc giao thông, giúp lưu thông hàng hóa giữa các địa phương, góp phần duy trì các hoạt động kinh tế, xã hội. Ứng dụng bản đồ trực tuyến luồng xanh được thiết kế với giao diện rất đơn giản để giúp cho các bạn đoàn viên thanh niên có thể dễ dàng sử dụng ứng dụng này và cập nhật những thông tin theo thời gian thực, toàn bộ những cái trạng thái của các chốt giao thông trên bản đồ trực tuyến. Và từ đó thì sẽ có những cái phương án điều phối để mà giúp cho việc lưu thông hàng hóa luồng xanh trở nên dễ dàng và đồng bộ hơn. Sau khi thí điểm tại các tỉnh miền Trung và miền Nam, Phenicamas sẽ xây dựng phương án để triển khai bản đồ này tại tất cả 63 tỉnh thành trên cả nước nhằm hỗ trợ người tham gia giao thông và các cơ quan nhà nước nâng cao hiệu quả giám sát, qua đó góp phần vào những nỗ lực cải thiện giao thông trong tình hình dịch bệnh trước mắt và đảm bảo an sinh cho người dân về lâu về dài. Trong những giai đoạn tiếp theo thì chúng tôi sẽ có kế hoạch để công bố những cái thông tin về tình hình luồng xanh lên cho những tài xế di chuyển để mà những tài xế đấy có thể dựa trên những cái thông tin này để biết về tình hình giao thông theo thời gian thực tại các chốt và từ đó thì sẽ có một cái lộ trình hợp lý hơn. Đó là một trong những cái giải pháp để chúng tôi đồng hành cùng với Trung ương đoàn giúp cho giải quyết được những cái khó khăn mà tình hình Covid hiện nay mà các tỉnh thành đang gặp phải. Không chỉ phát huy công dụng thiết thực trong giai đoạn phòng chống COVID-19, bản đồ công nghệ này đã và đang góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong ngành giao thông vận tải nói riêng và chuyển đổi số quốc gia nói chung.